chiếc tâm em đang mặc trên người với cái họa tiết thổ cẩm và cái màu sắc này đây. Các chị mặc vô nhìn rất là trắng da cho cả nhà ha. Với một cái tông màu cam và cái họa tiết màu đỏ đậm cho các chị. Mặc vô trông rất là nổi bật, thiết kế cũng xinh nữa. Ngay eo sẽ có một cái bo chung cho mình và sẽ đính kèm theo một cái đai thắt lưng của các chị, có thể là điều chỉnh cái vòng eo chật hay rộng gì đó tùy ý các chị. Và cổ đắt chéo nhưng không hề bị hở đâu nha mọi người ha. Phần tay sẽ là hơi cánh dơ cho các chị đây. Mình mặc vô cho quý vị bắt tay với lại cái phần vai rất là nhiều. Sai đằng sau cho mọi người xem phía sau lưng nè. Và cái lưng này nó sẽ có hai túi hai bên cho mọi người luôn nha. Chất liệu vải lụa rất là mát và nó có hai màu tổng cộng. Đầu tiên là em mặc màu này rồi, bây giờ em chuyển sang cái màu thứ hai các chị coi nha. Màu sắc thứ hai cho những chị nào thích cái sự nổi bật hơn đây cả nhà ơi. Với cái tông màu xanh này em thấy rất là lạ mắt, và khi mình phối với lại họa tiết thổ cẩm á, màu đỏ đậm như thế này vô thì nhìn nó rất là xinh ha. Thì hai tông màu nãy giờ em mặc cho các chị coi thiết kế vẫn giống y chang nhau. Và thay vì cắt nơ phía trước thì em sẽ cắt cái đai, cái nơ phía sau cho cả nhà đây, mọi người thấy rõ không nè. Vẫn có dây kéo cho các chị nha, và ngay eo sẽ có cái bo chung, mặc rất là thoải mái. Và những chị nào khoảng từ 60 mấy ký đổ lại á, các chị có thể mặc vừa cái mẫu đầm này luôn. Tay cánh dơi thì che các chị là quyết định bắt tay với lại phần tay thô. Tuy là cánh dơ nhưng mà mình không có bị hở cái phần nách nha các chị nha. Mặt vẫn rất là kín đáo và cực kỳ xinh đẹp. Mà cô nhìn trắng da lắm kìa, các chị có thể đi chơi, đi tiệm, đi dạo phố, đi viện cũng được hết. Và có hai tông màu cho mình. Chị nào thích màu nào thì chọn ngay cho em cái màu đó. Và nhớ để lại giùm em hai thông tin là số điện thoại cộng với lại cái mã sản phẩm nha.